nhưng mà bây giờ là bác ơi, dạ. Bác ngủ thì sao vậy bác ơi? Bác ngủ hoài vậy cô, mà tôi tính năm đây nè, dạ. Mấy lần mà bà giờ cũng đi là mình coi mình thấy này thành ra mình tổ chức sẵn à, dạ. Còn bé này nhà nó có riêng cái nhà mua hai cái máy luôn đây, để cho má 10 với gần 100 cái băng cho mấy em coi nha, đủ đủ từ cũ tới mới là cho mấy em giải trí nha má 10, tại cũng băng luôn đây này dễ lắm. Không phải là lấy tiền đám cưới để làm từ thiện, mà thật ra đám cưới là sự kiện. Còn tại vì mọi người đi dự lần thứ nhất là, rồi thứ hai, rồi thứ ba, em tưởng tượng đi, em mà đi dự lần thứ 8 em tặng cái gì, đúng không? Cho nên là 90% là tiền của cá nhân để tụi anh cùng quyên góp đi. Còn cái tiền đám cưới thì nó chỉ là bông hoa thôi em, cái tiền đúng không có. Tại vì tên Thúy Nga Thanh Bạch cũng lớn lắm, cho cái tiền bao nhiêu cho xứng đáng, mấy em hiểu không? Thành ra người tặng hoa. Thường thường tụi này dùng tiền cá nhân, mà giống như kỳ này chị về đây, chị có báo trước má 7 là tháng 7 chúng tôi về sẽ cứu trợ đây. Chứ không phải vì đám cưới mà dùng tiền đám cưới, làm sao cho đủ, ai có đủ điều kiện cho Thúy Nga với Thanh Bạch để cứu đời, em thấy không? Thật sự là Thúy Nga với Thanh Bạch chỉ là chia sẻ những cái gì hạnh phúc của tụi này cho má 7 và mấy em thôi. Chứ không dám là tài trợ hay là cứu trợ, chỉ chia sẻ những gì mình có, một bàn tay xin góp đời vậy thôi. Dạ, với Nga và Thanh Bạch cùng hai đứa cùng mắc một cái bệnh là yêu nghệ thuật, muốn bảo tồn văn hóa nên phải cưới hoài. Để tại vì đường nghệ thuật này nó nút dài tới tận con bay, nếu em cưới trần gian em có thể đổ vỡ, em có thể ly dị, nhưng mà tụi chị là vì nghệ thuật càng ngày phải thăng tiến. Giống như hôm nay chị thâu một cuốn Paris by Night, hôm nay là 119 thì 120 phải hay em, thì tình yêu giữa chị và anh Bạch cũng giống nhau. Tụi chị săn tiếng để chi? Mình có cái ý hướng, mình sống cuộc đời có ý nghĩa đi, góp bàn tay để giúp đời thôi. Tụi chị không giúp, giúp cả đất nước, chỉ xin một bàn tay nhỏ bé để chia sẻ như thế này. Thật ra thì tại vì cái từ đám cưới làm cho tụi em ngạc nhiên, tại vì người ta cưới một lần, hai lần, ba lần là dữ dàng lắm rồi. Nhưng cái này đó là tình yêu trong nghệ thuật, cho nên nó không khác cái hôn nhân của đời thường một chút. Thành ra là nó có sự khác biệt một chút xíu. Dưới đây anh chị cũng thấu lộ với em biết, anh chị cùng một bệnh là bệnh thích cưới. Thành ra mấy em biết chỗ nào bác sĩ chỉ cho đừng cưới nữa, thì tụi chị đến là tụi chị Văn Ngân cũng cưới nữa.